Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Khánh Hòa thứ Bảy ngày 9 tháng 9. Thưa quý vị, tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi gala chào đón đại biểu về tham dự lễ trao giải cánh diều năm 2023 của Hội Điện ảnh Việt Nam được tổ chức tại thành phố Nha Trang. Đến dự có ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, về phía tỉnh Khánh Hòa có ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim và khách mời từ các lĩnh vực nghệ thuật khác đến từ khắp mọi miền đất nước về tham dự lễ trao giải cánh diều năm 2023. Tại buổi gala, gần 300 nghệ sĩ diễn viên, nhà làm phim và khách mời có cơ hội trò chuyện, giao lưu, trao đổi các vấn đề liên quan đến điện ảnh và du lịch. Trước thêm sự kiện thảm đỏ và lễ trao giải cánh diều vàng 2023 sẽ diễn ra vào tối nay, ngày 9 tháng 9 tại nhà hát đó. Phát biểu tại buổi gala, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuần khẳng định, giải cánh diều năm 2023 là sự kiện văn hóa nổi bật trong năm tại Khánh Hòa, là niềm vui chung của anh chị em nghệ sĩ, diễn viên, các nhà làm phim những người yêu thích điện ảnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa hy vọng trong thời gian tham gia sự kiện các đại biểu khách mời đông đảo nghệ sĩ diễn viên nhà làm phim sẽ có dịp tìm hiểu thêm về thành phố nha trang một thành phố biển xinh đẹp với những người dân hiền hòa thân thiện và giàu lòng mến khách từ đó có những ý tưởng kết nối tạo tiền đề hướng đến xây dựng thành phố nha trang trở thành thành phố của điện ảnh trong tương lai Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Giả dạ cánh diều 2023 sáng nay tại quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang, Ban tổ chức Giả dạ cánh diều 2023 đã tổ chức lễ chào cờ, hừng đông rực rỡ và chương trình đạp xe vì Nha Trang xanh sạch đẹp. Đến dự có ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cùng hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn, nhà làm phim và đông đảo người dân địa phương tham gia. Lễ chào cờ hừng đông rực rỡ được tổ chức trang nghiêm, các đại biểu và người dân đã thực hiện nghi thức chào cờ và hát quốc ca trước cầu cờ tổ quốc tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang. Ngay sau lễ chào cờ, đoàn tham gia hoạt động đạp xe vì Nha Trang xanh sạch đẹp để hưởng ứng và kêu gọi bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức hành động của cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng hình ảnh thành phố biển Nha Trang xanh sạch đẹp. Lễ chào cờ hừng đông rực rỡ và chương trình đạp xe vì Nha Trang xanh sạch đẹp là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện giải cánh chiều năm 2023 được tổ chức tại thành phố Nha Trang từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 9. Lễ trao giải cánh diều vàng sẽ được tổ chức vào tối nay với sự tham gia của gần 600 nghệ sĩ diễn viên, đạo diễn, nhà làm phim cùng nhiều đại biểu khách mời trên nhiều lĩnh vực. Xin được chuyển sang những tin tức khác. Chiều qua, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang đã chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hồ Văn Mừng đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 35 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, tập trung phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong nhân dân, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với triển khai học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, quán triệt nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc chủ động đấu tranh, phản bác các luận điều sai trái của các thế lực thù địch, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các trang thông tin, trang mạng xã hội đưa thông tin sai lệch, tiêu cực về thành phố xử lý đối với các đối tượng chống phá. Dịp này, 15 tập thể và 11 cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trong kế hoạch hội thi bí thư chi bộ giỏi lần thứ hai của đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa. Sáng nay, tại Liên đoàn Lao động tỉnh đã diễn ra hội thi bí thư chi bộ giỏi lần 2, cụm thi số 6. Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống các bang xây dựng đảng năm 2023 và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 10 của ban bí thư khóa 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Năm đơn vị với 14 thí sinh đại diện cho đảng bộ liên đoàn lao động tỉnh, đảng bộ bảo hiểm xã hội tỉnh, đảng bộ sở kế hoạch và đầu tư, đảng bộ thanh tra tỉnh và chi bộ cơ quan hội nhà báo tỉnh dự thi. Hội thi có 3 phần trắc nghiệm, vấn đáp và xử lý tình huống xoay quanh các nội dung cơ bản trong cương lĩnh, nghị quyết của Đảng, điều lệ Đảng, các quy định, chỉ thị, kết luận quan trọng của Trung ương, nghị quyết, văn bản của tỉnh ủy và của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa về xây dựng đảng. Hội thi là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng đảng và là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các chi bộ, đảng bộ. Thông qua đó, các đảng ủy, chi ủy, chi bộ trong cầm thi số 6 có nhận đánh giá sát, đúng hơn về chất lượng của chi bộ và đội ngũ bí thư các chi bộ để có biện pháp tổ chức củng cố nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và vai trò các bí thư chi bộ trong công tác xây dựng tổ chức đảng Sáng nay, Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình Cà phê sáng với luật gia Lê Xuân Thân. Tại chương trình, 30 sinh viên ngành luật của trường Đại học Thái Bình Dương được nghe Tiến sĩ Luật học Lê Xuân Thân truyền tải các vấn đề về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, được thông tin về thủ tục, nội dung hoạt động của các trung tâm trọng tài của Việt Nam và các trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam giải đáp những thắc mắc về điều kiện thành lập trung tâm trọng tài, quyền và nghĩa vụ của các bên trong thời gian tố tụng, quy trình giải quyết tranh chấp từ trung tâm trọng tài đến tòa án các cấp. Đây là chương trình đầu tiên trong kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật của Hội luật gia tỉnh. Đối tượng người nghe là đại diện các doanh nghiệp, người dân, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chương trình được thiết kế với nhiều chủ đề pháp luật phù hợp và thiết thực. Dự kiến Hội luật gia tỉnh sẽ tổ chức chương trình cà phê với luật gia hai lần một tháng diễn ra trong 2 ngày 7 và 8 tháng 9, hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động tỉnh Khánh Hòa năm 2023, chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng thành công đại hội công đoàn các cấp tiến đến đại hội lần thứ 11 công đoàn Khánh Hòa, đại hội 13 công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã bế mạc vào chiều qua tại nhà văn hóa lao động tỉnh. Gần 400 diễn viên của 16 đội văn nghệ đến từ liên đoàn lao động các huyện, thị thành phố công đoàn cấp ngành, công đoàn cơ sở, trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh đã mang đến cho hội diệt 55 tiết mục, các thể loại ca, múa, nhạc cụ phong phú, đa dạng và hấp dẫn người xem. Tinh thần giao lưu, đoàn kết của đoàn viên công đoàn, các cấp công đoàn được thể hiện sinh động qua các chương trình thi diễn, ca ngợi đảng, bác hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, những thành tựu trên con đường xây dựng và phát triển đất nước, ca ngợi gia cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 21 giải cho các tiết mục đặc sắc, giải nhất toàn đoàn thuộc về đội văn nghệ công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa, hai giải nhì Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang và Liên đoàn Lao động huyện Diên Khánh, ba giải ba Liên đoàn Lao động thị xã Ninh Hòa, Liên đoàn Lao động huyện Khánh Vĩnh và công đoàn cơ sở công ty Yến Sào Khánh Hòa. Đón Tết Trung Thu năm 2023, chiều qua khách sạn Potic Nha Trang tổ chức lớp học trải nghiệm làm lồng đèn cho khoảng 30 khách du lịch, người nước ngoài và người dân địa phương. Tại đây, lớp học sẽ trang bị đầy đủ nguyên liệu để làm lồng đèn Trung Thu, hướng dẫn đến du khách và người dân các kỹ thuật dán và tạo hình trên lồng đèn để tạo nên một sản phẩm độc đáo và đẹp mắt. Thông qua hoạt động này, giúp người dân và du khách, đặc biệt là khách quốc tế được trải nghiệm quá trình sáng tạo và chế tạo sản phẩm thủ công truyền thống của Việt Nam. Ngoài ra tại lớp học, du khách cũng được tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại khu trưng bày lồng đèn, tìm hiểu về nguồn gốc ý nghĩa ngày Tết Trung thu ở Việt Nam. Lớp học sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 9. Được biết, nhằm kích cầu du lịch mùa thấp điểm, dịp lễ trung thu năm nay, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh chú trọng trang hoàng lồng đèn rực rỡ và tổ chức các hoạt động thú vị thu hút du khách như múa lân, văn nghệ, xem kịch chú cùi chị hằng, tham gia trải nghiệm rước đèn trung thu, phá cổ trang rằm, giúp du khách tìm hiểu rõ hơn về nét văn hóa của ngày Tết đoàn viên. Thưa quý vị và các bạn, vào các tháng cuối năm, mưa lũ trên địa bàn huyện Cam Lâm diễn biến rất phức tạp, thường gây ngập lụt cho các vùng trũng thấp tăng nguy cơ gây sạt lở bờ sông, bờ suối và các khu vực dân cư ở vùng đồi núi. Nhận định tình hình trên, địa phương đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, trong đó chú trọng ra soát để nhanh tiến độ các công trình phòng chống sạt lở tại các khu vực sung yếu, tăng cường phối hợp, hiệp đồng các lực lượng tham gia ứng cứu, chuẩn bị cơ sở vật chất để sơ tán di dời người dân đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai khu vực hạ lưu cầu sát tại các thôn Triệu Hải và Cửa Tùng, xã Cà Mạng Bắc, huyện Cam Lâm, những năm qua thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Nơi đây tập trung lượng lớn nguồn nước từ thượng lưu đổ về nên dễ xảy ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất. Để chủ động ứng phó với thiên tai, huyện đã đầu tư kinh phí gần 40 tỷ đồng thực hiện dự án kè chống sạt lở tại khu vực này. Dự án xây dựng tuyến kè bằng bê tông cốt thép, gia cố hai bên bờ suối với tổng chiều dài khoảng 2 m trong đó chiều dài tuyến kè bờ tả là 994m và kè bờ hữu là 1046m. Công trình nâng cấp mở rộng 4 cổng qua đường hiền tràng để tăng khả năng thoát lũ cho khu vực. Cái kè này mà khi mà đưa vào sử dụng á, thì nó có rất là nhiều cái, cái cái, cái thuận lợi để giúp ích cho địa phương. Thứ nhất là trong quá trình phòng chống lục bão á, là cái vùng này trước đây là cái vùng sông yếu. Thì đến nay là khi mà kè hoàn thành rồi thì thì cái 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 này là coi như là không phải là cái mối nguy hại đối với dòng nước trong quá trình phòng chống lụt nữa. Thứ hai là cái quá trình sạt lở. Thì trước đây đất sản xuất của người dân mỗi lần cái suối nước chảy lớn thì nó sẽ mở rộng mở rộng ra. Thì khi đó là cái nó sẽ sạt lở lần lần vô đất sản xuất. Tuy nhiên khi mà kè để để hình thành hành rồi thì cái vấn đề sạt lở là sẽ không còn. Theo nhận định của địa phương, mưa lũ trên địa bàn huyện Cam Lâm thường xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm trong khi hệ thống các sông suối đầu ngắn và dốc làm cho lũ lên nhanh. Nước lũ không chỉ chảy trong dòng chính mà còn chảy tràn qua các khu vực dân cư với biên độ dao động lớn, gây ra ngập lụt cục bộ cho các vùng trục thấp. Đồng thời, địa hình của huyện đa số là đồi núi, do đó khi mưa lũ xảy ra, dễ dẫn đến nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực sung yếu. Thì qua đó cũng đã xác định được nhiều cái vị trí, trong đó là có các cái kè xả lũ, cái, cái kênh của xã Cẩm Thành Bắc, rồi cái khu vực sạt lở có nguy cơ sạt lở của xã sơn tân và đặc biệt là kiểm tra cái kênh chính nam quá trình hợp lưu của mưa bão thì dẫn đến là gây vỡ đê và có cái ngập úng cục bộ dẫn đến là gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân Ngoài các khu vực đã được đầu tư xây dựng công trình phòng chống thiên tai, qua rà soát, địa phương cũng đã xác định còn có những địa bàn sung yếu như tại các xã Cam Tân, Cam Hòa, Cam An Nam, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Suối Tân và Suối Cát với khoảng 200 hộ dân sẽ bị ảnh hưởng của mưa lũ. Về phương án ứng phó, huyện đã chủ động công tác huy động, hiệp đồng các lực lượng như công an, bộ đội, biên phòng và phương tiện tham gia sơ tán dân, chuẩn bị các tình huống cứu hộ cứu nạn người dân tại các vùng có nguy cơ chia cắt giao thông, ngập lụt sâu bởi mưa lớn, lũ quét. Sau khi mà cái cao tốc hình thành thì cái địa bàn của huyện Cam Lâm thì nó có cái vị thế là từ cao từ phía tây sang đông. Cho nên là cái việc chắn dòng ngang của đường cao tốc thì cũng sẽ là một cái vấn đề mà hết sức quan tâm để đưa vào cái phương án phòng chống bão lụt vì có khả năng nó sẽ gây là chứa một cái 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 lượng nước lớn và nó cũng chưa có tiền lệ và cũng chưa có cái 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 cái, cái xảy ra cho nên là ủy ban huyện cũng đã có chỉ đạo rà soát và có cái phương án để rồi kịp thời ứng phó. Trước mùa mưa bão năm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ trong các ngày xảy ra mưa lớn, theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường kiểm tra, ra soát công tác đảm bảo an toàn cho người dân ở những vùng trũng thấp, vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phương án ứng phó với thiên tai, có phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mưa bão. Tin thể thao, tối qua tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ boxing tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Tham dự giải lần này có 70 võ sinh, trong đó có 59 nam, 11 nữ, đến từ 11 câu lạc bộ boxing trên địa bàn tỉnh. Các võ sinh tranh tài ở hai nội dung nam nữ trẻ và vô địch với 12 hàng cân từ 46 đến 80 kg. Giải đấu do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các câu lạc bộ thi đấu rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, qua đó thúc đẩy sự phát triển phong trào các câu lạc bộ địa phương trên địa bàn tỉnh. Giải cũng là dịp để ban tổ chức tuyển chọn võ sinh năng khiếu bổ sung vào đội tuyển trẻ vô địch, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, chuẩn bị cho việc tham dự giải toàn quốc trong năm tới. Giải sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 9. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Khánh Hòa sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông trải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trục thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Chi tiết cho các khu vực trong cả nước trong ngày hôm nay như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, có mưa trào và dông trải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 23 cho đến 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, có mưa trào và dông trải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 24 độ cho đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông trải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ ở đây dao động trong ngưỡng từ 24 cho đến 34 độ. Các tỉnh thành ven biển từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận, trời có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông trải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 24 cho đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông trải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 21 cho đến 30 độ. Và cuối cùng là khu vực Nam Bộ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 24 cho đến 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.